Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta, báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những cảm ơn quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Để hiểu hơn về ngày lễ này cũng như là biết cách báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên như thế nào cho đúng cách, hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên Đại Hiếu đã cứu mẹ mình khỏi kiếp ngạ quỷ hay là quỷ đói. Theo truyền thuyết của Phật giáo, xưa kia La Bộc đi theo Đức Phật, sau khi tu hành đắc đạo đã trở thành Bồ Tát Mục Kiền Liên có nhiều phép thần thông. Do mẹ đã qua đời nên Mục Kiền Liên luôn buồn rầu và thương nhớ. Vì muốn biết mẹ mình khi ấy ra sao, ông dùng mắt thần tìm kiếm bốn phương và thấy mẹ đang ở trong cõi quỷ. Mẹ ông bị hành hạ khổ cực vì bà từng gây nhiều tội lỗi khi còn sống. Mục Kiền Liên nhìn thấy vậy, ông xuống cõi quỷ và đưa mẹ bát cơm nhưng lại không được ăn. Ông về hỏi Đức Phật. Nghe vậy, Đức Phật bảo dù tài giỏi như thế nào thì Mục Kiền Liên cũng không thể cứu được mẹ, chỉ có một cách là hợp sức của mọi người. Rồi Ngài thuyết kinh Vu Lan khuyên đến ngày rằm tháng 7, Mục Kiền Liên cùng mọi người sắm sửa lễ cúng sao thật là thành tâm thì sẽ cứu được mẹ. Mục Kiền Liên làm theo lời Phật, cứu được mẹ. Phật cũng dạy rằng, chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ thì cũng cần theo cách này. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời. Ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Vu Lan trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ và làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng, thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt. Trong ngày rằm tháng 7 thì mọi người lại cùng nhau bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đó là báo hiếu đối với công ơn của người sinh thành, đạo hạnh đứng đầu trong tứ ân. Ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia, xã hội và ân tam bảo của Đạo Phật. Kinh Phật đã viết, ân đức cha mẹ vô cùng, kể không bao giờ hết. Tột cùng điều thiện không gì bằng hiếu, tột cùng điều ác không gì bằng bất hiếu. Vậy là khi lời của Phật về một yếu tố của đạo lý làm người cùng với tình cảm của dân tộc đã hòa quyện để ra đời một mỹ tục văn hóa, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. Qua hàng nghìn năm thì Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người. Pháp hội Vu Lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về đạo lý, uống nước nhớ nguồn với tổ tiên. Ngày lễ Vu Lan là một trong hai lễ lớn nhất của Phật giáo nhằm báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nay không chỉ là ngày lễ của các Phật tử mà đã trở thành một ngày lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, mang đến thông điệp về lòng biết ơn và đền ơn như biểu hiện và cư xử văn hóa đáng được con người lưu tâm thực hiện. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, trưởng ban văn hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đại lễ Vu Lan kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đức Phật, khuyến khích con người tri ân, đền ơn nguồn ân đức, đó là tri ân, đền ơn cha mẹ sinh thành, thầy cô giáo dục, những người dạy dỗ, truyền đạt tri thức cho con người. Tri ân các bậc tiền bối đã dựng xây đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang lại độc lập, chủ quyền thiêng liêng cho toàn đất nước và cuối cùng là tri ân chính đồng loại con người. Trong thời đại ngày nay thì tinh thần đạo hiếu cần phải được đề cao, biểu dương mạnh mẽ hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc hôm nay và mãi mãi về sau. Nét đẹp ngày lễ Vu Lan trong đời sống xã hội. Bao đời nay thì lễ Vu Lan đã trở thành một ứng xử mang giá trị nhân văn trong xã hội, góp phần duy trì, củng cố đạo lý trong gia đình, đề cao chữ hiếu để nhắc nhở đạo làm con,
Hơn thế nữa thì chữ hiếu trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá con người, mà nếu không thành tâm, nghiêm túc thực hành thì sẽ bị dư luận lên án, cộng đồng chê cười. Chính vì thế, mùa Vu Lan đến là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bậc cha mẹ bằng những việc làm cách thể hiện khác nhau, đều mong muốn cầu chúc cho cha mẹ luôn sống khỏe mạnh, thanh bình và an nhiên. Nhưng cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì việc dành thời gian ở bên người thân, cùng nấu những bữa ăn ngon với mẹ, đàm đạo cùng cha, đi du lịch cùng gia đình hay là dành tặng cha mẹ những món quà phong thủy ý nghĩa cho những người mình yêu thương. Các bạn có thể tham khảo Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để được hỗ trợ thỉnh vật phẩm nhé. Bạn đã biết vào dịp lễ Vu Lan nên làm gì để bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn đối với các đấng sinh thành như là ông bà và cha mẹ hay chưa? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về 9 hoạt động tri ân báo hiếu nên làm trong ngày lễ Vu Lan. Đầu tiên là ăn chay cầu an. Việc ăn chay cầu an vào ngày lễ Vu Lan sẽ giúp bạn thể hiện được sự thành tâm của mình với Đức Phật. Đồng thời, hành động này sẽ giúp tâm của bạn trở nên thanh tịnh và an yên hơn rất nhiều. Ngoài ra, không chỉ giúp cầu nguyện linh thiêng, việc ăn chay sẽ còn khiến cho cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh hơn. 2. Nghi lễ bông hồng cài áo. Nghi thức này đã được người dân Việt thực hiện vào đầu những năm 1960 do thiền sư Thích Nhật Hạnh sáng lập. Nếu như cha mẹ của bạn vẫn may mắn còn sống trên đời thì hãy cài một bông hoa hồng màu đỏ lên ngực. Còn nếu như chẳng may cha mẹ đã quy tiên thì bạn hãy sử dụng một bông hoa hồng màu trắng. Những bông hồng tươi thắm sẽ giúp bạn luôn tự nhắc nhở chính mình rằng không bao giờ được quên công ơn dẫn dục và sinh thành của cha mẹ. 3. Đi chùa cầu bình an. Trong dịp lễ Vu Lan sắp tới này, bạn hãy sắp xếp thời gian để cùng mọi thành viên trong gia đình lên chùa làm lễ cầu an, cầu siêu, niệm kinh công quả, cúng dường hay là thả đèn hoa đăng. Chắc chắn khi thực hiện hoạt động này, bạn sẽ tự ngộ ra rằng ý nghĩa của cuộc sống để rồi sống thanh tịnh và lan tỏa tình yêu thương tới mọi người nhiều hơn. Tuy nhiên thì bạn cần lưu ý rằng phải thực hiện sắm lễ đi chùa đúng quy cách để tránh phạm phải các đấng thần linh. Thứ tư, thăm viếng mộ tổ tiên. Hãy thể hiện tinh thần hiếu đức của mình trong dịp lễ Vu Lan này bằng cách thăm viếng mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ ở ngoài nghĩa địa hay là những nơi lưu giữ hài cốt, đền, chùa. Đồng thời, bạn hãy dâng cúng những vật phẩm là các loại trái cây tươi ngon cùng bánh kẹo, rượu, bia để có thể bày tỏ được sự thành kính phân ưu tới những người đã khuất. 5. Phóng sinh. Có rất nhiều các Phật tử vào dịp lễ Vu Lan thường thực hiện phóng sinh chim hay là cá. Bạn hãy thực hiện việc này nếu như chưa biết vào lễ Vu Lan cần làm gì. Hoạt động này rất có ý nghĩa về mặt tâm linh, giúp bạn tích đức cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 6. Là bố thí. Vào dịp lễ Vu Lan, bạn có thể dùng chính tiền bạc của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như nghèo khó hay là bệnh tật. Hành động này cũng sẽ giúp bạn tích đức và gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống sau này. 7. Dâng mâm cúng tổ tiên, ông bà. Theo văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam thì cứ vào dịp lễ Vu Lan, người dân sẽ chuẩn bị những mâm cúng để dâng lên gia tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất. Hãy thực hiện ngay việc này đầu tiên nếu như bạn chưa biết vào dịp lễ Vu Lan nên làm gì. Việc thực hiện dâng mâm cúng giúp bạn thể hiện được lòng thành kính và mong muốn những người đã khuất có thể được yên nghỉ ở nơi suối vàng. Chuẩn bị cơm cúng cho lễ Vu Lan. Chắc hẳn bạn đang tự hỏi lễ Vu Lan nên làm gì. Việc đầu tiên chính là chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất. Mỗi gia đình thường chuẩn bị một mâm cơm cúng trong ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan gồm một số lễ sau: lễ cúng Phật, chuẩn bị mâm cỗ chay gồm xôi đỗ, giò chay, nem chay, canh nấm. Lễ cúng gia tiên, chuẩn bị mâm cỗ mặn gồm gà lễ, cánh tiên, xôi vừng dừa, đem nem rán, giò lụa, nộm gà. Lễ cúng chúng sinh, chuẩn bị muối, gạo, cháo trắng nấu loãng, hoa quả, quần áo, vàng mã, tiền vàng. Ý nghĩa của mâm cúng lễ Vu Lan là để tạ ơn thần linh, tưởng nhớ tổ tiên. Ngoài ra thì mâm cúng ngày này còn để cầu nguyện cho các vong hồn được siêu thoát. Và đặc biệt, ý nghĩa của mâm cơm cúng lễ Vu Lan là để bạn cầu bình an cho cha mẹ, gia đình của mình.
8. Mua quà tặng ông bà cha mẹ. Ngoài những hành động và lời nói xuất phát từ đáy lòng, bạn hãy tặng những món quà thật ý nghĩa cho cha mẹ vào dịp lễ Vu Lan này. Món quà đó có thể là các vật phẩm phong thủy đem lại bình an may mắn cho bố mẹ. Nhân đây, Phong Thủy May Mắn cũng xin phép được giới thiệu về Bát Bảo Tâm Kinh của chúng tôi. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc vận. Người đeo Bát Bảo Tâm Kinh trong lòng luôn cảm thấy an nhiên, tâm hồn thanh tịnh, từ đó mọi buồn phiền cũng tự dưng tan biến, khiến cho công việc thuận lợi hơn. Trên mặt vật phẩm còn có khắc bộ Bát Nhã Tâm Kinh để thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa trang sức và tâm kinh. Bộ kinh này giúp con người trở nên tĩnh lặng tâm hồn, an lạc trong cuộc sống. Từ đó, tất cả mọi quyết định phán đoán trong làm ăn cũng như là đối nhân xử thế được hài hòa và sáng suốt hơn. 9. Ăn bữa cơm cùng với gia đình, bày tỏ tình cảm với bố mẹ. Người Việt Nam vốn giữ đạo hiếu làm đầu, nhưng chúng ta ít có thói quen bày tỏ tình cảm với những người thân thiết của mình. Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người con hướng về đấng sinh thành. Bạn có thể nhân dịp này thể hiện tình cảm yêu thương của mình với cha mẹ. Những người con ở xa, về nhà ăn cùng với bố mẹ một bữa cơm gia đình, cả nhà quây quần trò chuyện sẽ tạo ra không gian ấm cúng, tâm lý thoải mái cho bố mẹ và cho chính bản thân mình. Những lời nói tình cảm, những cái ôm nhẹ nhàng hay là những món quà nho nhỏ, những bữa cơm bạn chăm chút với cả trái tim mình, tất cả đều là những món quà vô cùng lớn lao đối với cha mẹ. Cha mẹ chẳng cần con cái phải báo hiếu gì nhiều, chỉ cần con khôn lớn, khỏe mạnh, thành người, có lẽ là điều mà cha mẹ nào cũng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu lỡ như cha mẹ không có phúc được ở bên cạnh bạn thì hãy cố gắng sống thật tốt, sống thật ý nghĩa và hạnh phúc mỗi ngày để cha mẹ không còn lo lắng mà an tâm, vì con mình có thể tự lo cho bản thân, có thể sống vui vẻ. Biết bạn như vậy, dù cha mẹ ở xa thì vẫn cảm thấy an tâm, người đã khuất thì cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Trên đây là những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp được về ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn chia sẻ trên đây sẽ đem lại hữu ích cho bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy cũng như là thỉnh các vật phẩm của Phong Thủy May Mắn, quý vị hãy liên hệ số hotline của chương trình. Chúng tôi có những chuyên gia hàng đầu về phong thủy sẽ tư vấn giải đáp cho quý vị mọi thắc mắc trong vấn đề về phong thủy cũng như là về đời sống tâm linh. Các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.